thể dục thể thao, bạn luôn duy trì hai đội văn nghệ, thường xuyên luyện tập, tham gia các hội thi, buổi diễn, các đêm giao lưu kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc. Thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, động viên, cổ vũ, nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Của năm 2023 chào đón một mùa xuân mới, khi hoa ban, hoa đào đang đua nhau khoe sắc, mang theo niềm tin và hy vọng sự đoàn kết phát triển, xây dựng quê hương Yên Châu ngày càng giàu đẹp.
lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc.